Xin chào cô bác, anh chị cử tri. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau tại chương trình tọa đàm vào mỗi chủ nhật cuối tháng của chương trình Tiếng nói cử tri. Chủ đề chương trình tọa đàm kỳ này sẽ bàn về việc thu gom và xử lý rác thải ở các địa phương đã đạt kết quả như thế nào, có bất cập nào hay không. Thưa cô bác, anh chị cử tri, trong thời gian qua, tại nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri, việc thu gom và xử lý rác thải cũng chính là câu chuyện nhận được khá nhiều ý kiến phản ánh của cử tri ở tất cả các huyện, thị, thành phố. Theo phản ánh của cử tri, việc thu gom rác thải tại các khu dân cư đã có nền nếp hơn trước, bộ mặt đô thị nông thôn đã sạch đẹp hơn trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề như là tình trạng đổ rác thải trộm vẫn còn, nhiều khu vực vẫn có các điểm nóng về rác thải. Một số khu vực việc thu gom rác thải vẫn còn một số vướng mắc gây ra những bức xúc cho người dân. Các vấn đề này đã được khắc phục hay chưa? Các giải pháp dài hạn nào cho vấn đề này? Xin mời cô bác anh chị cử tri cùng theo dõi chương trình. Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thị xã Hòa Thành đã tích cực vận động người dân tham gia dịch vụ thu gom và xử lý rác thải. Đây cũng là một trong các tiêu chí cần hoàn thành trong xây dựng nông thôn mới và trong xây dựng đô thị văn minh. Thị xã có mật độ dân cư khá cao so với các địa phương khác. Lượng rác thải hàng ngày phát sinh khá lớn, khoảng 70 tấn rác mỗi ngày. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người dân vẫn không tham gia dịch vụ thu gom rác thải mà chọn tự xử lý hoặc lén vứt rác ra môi trường. Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ dân tham gia đóng phí để sử dụng dịch vụ thu gom rác thải vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Câu chuyện né tránh không tham gia dịch vụ thu gom rác thải tạo nên những bức xúc tại điểm tập kết rác xã Long Thành Nam. Trước đây, do khu vực này có bãi đất trống, anh Võ Duy Linh, ngụ ấp Bến Kéo đã xin làm công việc thu gom rác trong xã. Hàng ngày, anh thu gom rác trong xã mang đến đây. Sau đó, công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh đến thu gom, vận chuyển đến bãi rác. Xã có hơn 6.000 hộ dân, nhưng gần 10 năm qua, mặc dù địa phương vận động tuyên truyền, nhưng đến nay vẫn chỉ có hơn 800 hộ dân tham gia dịch vụ. Những hộ dân không tham gia thường hay chạy đến điểm tập kết rác, vứt rác tại đây. Chỉ cần 1-2 ngày công ty không đến điểm thu gom là nơi đây tạo thành núi rác khổng lồ. Các khu vực xung quanh cũng bị đổ bừa đầy rác. Điều này tạo áp lực rất lớn cho cơ sở thu gom rác, vì họ vẫn phải thu gom hết lượng rác thải ra, nhưng người dân né đóng tiền, khiến cho cơ sở bị thất thu. Công nhân hợp tác thu gom rác bị giảm thu nhập. Những người dân nghiêm túc chấp hành thì bị ảnh hưởng, tạo nên bức xúc. Nguyên xã thì 6.000 mấy hộ á, mà em làm chỉ được có 800 mấy chục hộ, họ không đến chịu đăng ký, cứ chạy ngang đi dục vô thôi. Cứ sáng ra là em dọn xong xuôi, phải không? Sáng ra là một đống trước bãi em phải dọn vô. Để dục đâu phải dục ngay đây, dục dài đường đó đó. Chị thấy mấy dấu xe ủi em lại đó, em ủi đó. Người ta không đóng tiền á, cái người ta muốn quăng ở đâu người ta quăng. Mấy chục ngàn thì thôi đóng đại cho người ta đi, để mình khỏi phải quăng tùm bậy tùm bạ, mình quăng tùm lum hết trơn à. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi chúng tôi chỉ vừa ghi nhận cách đây vài ngày tại thị xã Hòa Thành. Và ngày hôm nay thì Minh Tiến sẽ có buổi trò chuyện với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành về những thắc mắc kiến nghị của cử tri liên quan đến câu chuyện thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thị xã. Và xin được giới thiệu đến quý vị ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành. Xin kính chào quý khán giả và quý vị xem đài. Thưa quý vị, buổi tọa đàm đang được thực hiện ngay tại phòng làm việc của ông Lê Hồng Vân. Và xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình dù là làm việc của ông rất bận. Thưa ông Lê Hồng Vân, hiện nay thì công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thị xã Hòa Thành đang thực hiện như thế nào và phương thức này có gì thay đổi so với trước đây không ạ? Báo cáo các đồng chí thì đối với Hòa Thành là hiện tại là một cái đô thị, cho nên là cái việc mà thu gom xử lý rác thải á, đây là một điều hết sức cần thiết, được thực hiện theo cái quyết định số 16 của Ủy ban tỉnh. Thì chúng tôi sẽ triển khai để thực hiện cái quyết định này đến cho các xã phường để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên thì cái tình hình mà cái thu gom với rác thải trên địa bàn thị xã thì trước đây thì chúng tôi thực hiện quyết định 16 thì giao cho Ủy ban dân xã phường để quản lý và cái vận động và cái thu gom để cho cái công ty vận chuyển. Tuy nhiên thì qua thời gian vừa qua thì theo cái hướng dẫn của ngành đất trên cũng như là qua cái kết quả kiểm toán thì được góp ý, hiện nay năm 2023 cũng như sắp tới thì chúng tôi sẽ giao cho một cái đơn vị doanh nghiệp mà trúng thầu sẽ tổ chức cái thu gom và vận chuyển luôn. Đây là cái áp dụng thực hiện nó được thông suốt từ hôm đầu năm 2023 đến nay.
Vậy thì thưa ông có thể đánh giá kết quả mà thị xã đạt được trong tổ chức thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn như thế nào ạ? Thì ngay từ đầu năm thì ủy ban dân thị xã sẽ cái xây dựng cái kế hoạch và cái tổ chức cái thông báo đấu thầu để cho các đơn vị tham gia để thực hiện cái thu gom và vận chuyển rác thải này. Và cái việc thực hiện thì 8 tháng đầu năm thì cơ bản được thuận lợi. Tuy nhiên thì do cái những tháng mà cuối năm của cái năm cuối của năm trước và năm sau á, thì cái việc mà mình lập dự toán và cái tổ chức đấu thầu thì nó gặp nhiều khó khăn, cho nên là cũng có cái ùn tắc cái vận chuyển rác một thời nhất thời thôi. Cũng chúng tôi sau đó thì sau khi mà chúng ta thực hiện được cái đấu thầu xong thì cái thu gom và cái vận chuyển rác thải thì xử lý rác thải thì được ổn định. Thưa quý vị, những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi đã được chúng tôi ghi nhận cách đây chưa lâu và có thể thấy là dù ở khu vực đô thị hay là khu vực nông thôn thì vẫn còn một số điểm tập kết rác thải chưa được xử lý kịp thời, và câu chuyện này thì vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên tất cả các huyện thị và thành phố trong tỉnh. Và thưa quý vị, ngay cả những con đường chính dẫn đến các khu du lịch thì vẫn còn xảy ra tình trạng này. Và xin mời cử tri cùng quay lại với phần tọa đàm cùng với khách mời của chương trình. Thưa ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành, thì tỷ lệ người dân tham gia đóng tiền thu gom rác ở khu vực đô thị trên địa bàn như thế nào? Và cái tỷ lệ này thì đã đạt như chỉ tiêu đề ra chưa ạ? Hiện nay thì đối với khu vực đô thị của Hòa Thành đó, là 8 tháng đầu năm thì báo cáo ông chí thì cái tỷ lệ đạt được mất có 52%. Do đó thì cái việc mà cái vận chuyển thu gom thì so với nghị quyết thì chưa đạt. Thì tuy nhiên là trong cái quá trình mà vận động để người dân để tham gia hợp đồng để thu gom vận chuyển rác thải đôi khi cũng chưa đồng bộ, cho nên là cái nó xảy ra một số cái khu mà nó rác thải lộ thiên, nó ảnh hưởng đến môi trường. Thì xuất phát từ cái vấn đề này thì lãnh đạo địa phương cũng thấy, thì chúng tôi chỉ đạo cho phòng quản lý đô thị là phối hợp chặt chẽ lại với cái đơn vị doanh nghiệp và phải xử lý ngay những cái khu mà rác thải lộ thiên đó để nó đảm bảo cái môi trường. Bên cạnh đó thì phải chỉ đạo cho các xã phường là tích cực là tuyên truyền người dân là không có vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, và đồng thời vận động người dân thì có cái tinh thần trách nhiệm cũng như là mình tự giác để mình hợp đồng với các doanh nghiệp để thu gom vận chuyển rác thải, làm sao nó đảm bảo được vệ sinh môi trường và nó đảm bảo được cái chỉ tiêu nghị quyết đặt ra. Nếu cái hộ dân không đóng tiền thu gom rác mà tự xử lý thì địa phương sẽ giải quyết như thế nào ạ? Thì báo cáo đồng chí thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các xã phường là phải có tăng cường, thậm chí gắn camera những nơi mà nó dễ xảy ra cái rác thải, và khi phát hiện thì phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thì báo cáo đồng chí thì đối với cái gì, chế tài vừa qua thì chúng tôi có tiến hành để xử lý trên địa bàn thì cũng khoảng 27 trường hợp là về cái vứt rác bừa bãi mà phải bị xử lý, thì cũng xử lý xong, cũng buộc người dân phải cam kết và phải chấp hành tốt là không có vứt rác bừa bãi, và góp phần để cái đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn cũng như là của đô thị. Xin được cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Và nếu như chúng ta muốn tăng tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải thì ngoài công tác vận động, một điều quan trọng nữa là dịch vụ cũng phải nâng cao chất lượng. Nhưng mà hiện nay thì nhiều khu vực dân cư đã phản ánh là việc thu gom không được tiến hành hàng ngày, và nhiều khu vực là cách ngày hoặc là vài ngày thì mới được thu gom. Và tại sao thì các khu vực này không được tiến hành hàng ngày ạ, thưa ông? Trong cái hợp đồng cũng như trong cái phương án thì chúng tôi đã khảo sát cùng với cái công ty, cái doanh nghiệp để thu gom thì những cái tuyến đường nào mà mật độ dân cư đông thì cái tần suất thu gom thì có khi cách ngày gom ngày. Bởi vì do cái địa bàn hoạt động của công ty trên địa bàn Tây Ninh thì chống một công ty thôi, những cái loại là cái tuyến đường nào mà cái mật độ dân cư đông thì cái lượng rác nó lớn như chợ và các cái khu đô thị thì chúng ta phải là mỗi ngày cách ngày là thu gom một ngày. Còn riêng những cái tuyến đường mà cái mật độ dân cư ít và cái lượng rác ít thì có thể là một tuần là 3 ngày. Thì cái tần suất này thì do mình thỏa thuận với công ty. Cái việc mà thu gom theo tần suất đó thì nó cũng có đảm bảo. Tuy nhiên cũng do một đôi lúc thì cũng có một số hộ dân thì vứt rác bừa bãi thì không có thu gom kịp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường của người dân.
Thì khi mà phát hiện thì chúng tôi chỉ đạo cho phòng quản lý đô thị phối hợp với các xã phường đó và công ty sẽ xử lý ngay để đảm bảo không có gây ô nhiễm môi trường cho người dân. Vâng, thưa ông, theo chúng tôi ghi nhận thì là nhiều khu đất trống vắng vẻ là những khu vực có nguy cơ biến thành bãi tập kết rác thải đổ trộm, và địa phương thì có cái giải pháp nào cho cái vấn đề này không ạ? Ủy ban dân cũng có ban hành kế hoạch để triển khai cho các xã phường để tuyên truyền vận động người dân để cái giải thu gom xử lý rác thải. Tuy nhiên thì với cái khâu tuyên truyền vận động thì cũng có, cũng phần lớn người dân cũng tham gia. Tuy nhiên cũng còn một người dân nó không chấp hành. Cho nên là chúng ta phải cần có cái xử lý nghiêm theo cái quy định. Còn mặt khác thì chúng ta phải tăng cường cái tuyên truyền để người dân là thực hiện tốt cái lực bảo vệ môi trường năm 20. Vừa qua thì một số cử tri cũng đã có cái đề nghị là thành lập các đường dây nóng để phản ánh tình trạng tồn động rác thải và đổ trộm rác thải. Vậy thì khi phát sinh các điểm nóng về rác thì người dân có thể phản ánh đến số điện thoại nào và địa phương sẽ tiếp nhận và xử lý ra sao ạ? Thì đối với cái những cái điểm nóng, địa chỉ nóng mà khi người dân mà phát hiện mà cái xử lý rác thải á, thì cái điểm thứ nhất là gửi phản ánh đến cái phòng quản lý đô thị là trước tiên. Thứ hai nữa là báo cáo đến để ủy ban nhân các xã phường. Rồi sau đó thì chúng tôi nắm được cái tình hình này sẽ chỉ đạo phòng quản lý đô thị á, trực tiếp cùng địa phương đã đến để hiện trường là cùng phối hợp với doanh nghiệp để xử lý cái này trên. Vâng, thưa ông, một cái vấn đề mà người dân cũng đang rất băn khoăn đó là mà về mức phí thu gom rác, và đây có phải là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng và vẫn có một tỷ lệ nhất định người dân từ chối tham gia dịch vụ? Và thưa ông, thì hiện nay mức phí thu gom rác đang được tính như thế nào, và mức phí này thì có hợp lý và trong bối cảnh hiện nay không ạ? Báo cáo ông chí thì đối với cái mức phí á, thì thực hiện theo quyết định 16 của ủy ban tỉnh, thì cái lộ trình của cái thu gom, cái giá thu gom xử lý rác thải cho đến năm 2024, thì do đó thì cái mức phí đối một hộ gia đình á thì 30.000 đồng một tháng. Thì đây cũng là cái mức phí cũng phù hợp thôi. Thực tế hiện tại bây giờ thì người dân cũng đồng thuận cái chỉ là một ngày chỉ có tốn 1.000 đồng thôi. Này cái mức phí 30.000 cho một hộ gia đình thì nó phù hợp. Hiện nay thì người dân cũng rất đồng tình. Thì tuy nhiên thì muốn người dân đồng tình cao thì phải có các tuyên truyền để người dân ý thức được là cái bảo vệ môi trường thì người dân mới tham gia. Thưa ông, thì việc phân loại rác thải đã được quy định tại luật bảo vệ môi trường năm 2020. Vậy thì việc thực hiện phân loại rác thải hiện nay có hiệu quả và người dân địa phương có duy trì thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn hay không ạ? Báo cáo đồng chí thì cái việc thực hiện cái luật bảo vệ môi trường năm 20 á, thì trong đó có vận động người dân để có phân loại rác tại nguồn, thì cũng được Sở Tài nguyên Môi trường cũng có cái văn bản hướng dẫn, ủy ban nhân thị xã cũng có ban hành cái công văn để hướng dẫn cho các xã vận động người dân thì phân loại rác thải tại nguồn. Cái việc mà chấp hành người dân thì phân loại tại nguồn, nhưng hiện tại giờ có cái khó là cái chưa có cái xe mà để vận chuyển cái rác phân loại này. Do đó thì khi mà xe lại thu gom thì tất cả cái phân loại của người dân cũng đưa vào một cái nguồn xe thôi, nó không có phân loại riêng từ loại. Cho nên là phân loại này cũng phải về tới cái nơi nhà máy xử lý mới phân loại thôi. Còn hiện tại thì chưa có cái phương tiện để vận chuyển rác, thì ba loại rác mà chúng ta đã theo hướng dẫn. Và để đảm bảo hiệu quả dài hạn trong cái việc mà thu gom và xử lý rác thải thì xã Hòa Thành đã có những giải pháp như thế nào ạ? Báo cáo đồng chí thì để mà duy trì thực hiện tốt cái việc mà thu gom xử lý rác thải bảo đảm được cái môi trường, thì cái trước tiên là chúng ta phải tuyên truyền vận động người dân về cái ý thức chấp hành về cái lực bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là cái phối hợp cùng cái doanh nghiệp mà trúng đầu thực hiện cái thu gom này là phải đảm bảo theo cái phương án cũng như là cái hợp đồng đã là ký kết, làm sao là vận chuyển là đầy đủ các lộ trình, các tuyến đường thu gom các cái vị trí mà tập kết rác để đảm bảo cái môi trường cho nhân dân. Cái thứ hai nữa là dân mà phải vứt rác vào bãi thì phải xử lý nghiêm. Thì hướng tới thì chúng tôi có cái đề xuất cho ủy ban tỉnh thì theo thực hiện cái quyết định 16 thì cái lộ trình chúng ta từ năm 20 cho tới 24. Tuy nhiên thì trong quá trình mà thực hiện cái bị cái dịch Covid
thì cũng kiến nghị của tỉnh nên giãn cái thời gian mà ấn định cái lộ trình là cái định mức giá dịch vụ á, nó giãn thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế để nó khôi phục kinh tế và nhằm để tạo điều kiện cho người dân thực hiện cái mức giá cho nó phù hợp. Như vậy là cử tri ở thị xã Hòa Thành nói riêng và cử tri khu vực đô thị nói chung đã có thông tin khá đầy đủ về câu chuyện thu gom và xử lý rác thải trong các khu vực đô thị. Và tiếp theo, mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây tại huyện Gò Dầu. Trên tuyến đường quốc lộ 22B đi qua nhiều huyện thị, trong đó có huyện Gò Dầu. Trên tuyến đường này có nhiều khu vực thưa dân, có bãi đất trống, bãi cỏ. Đây là những khu vực rất dễ trở thành nơi đổ rác trộm của người dân. Có những bãi rác mới hình thành, nhưng cũng có những bãi rác đã hình thành từ lâu, được người dân gần đó xử lý bằng cách đốt, đồng thời báo cho địa phương phối hợp với công ty thu gom rác dọn dẹp. Nhưng sau khi dẹp gọn không bao lâu, các bãi đất trống, bãi cỏ này lại bị người dân đem rác đến bỏ tại đây. Suốt tuyến quốc lộ 22B, không khó để bắt gặp các bãi rác như thế này, gây phiền hà cho những hộ dân gần đó. Ta bỏ trộm như bỏ ban đêm vậy đó. Cái đó là khách đi đường, rồi nhiều khi là xe, mấy người mà bỏ cái vật mà hâu nhiều là những người đó ở trên xóm. Người ta không có thiêu hủy được, đem chỗ nào mà thấy có đống rác, người ta đem tự dục. Mình gặp mà mình cũng phải đốt, cào đốt. Có khi lâu lâu, hai ba bữa, ông xã tôi kìa có cào cỏ để sẵn kìa. Cái ông lấy ra, ông banh ra, ông phơi hai ba bữa là đốt bữa. Như bên kia người ta để hai ba chủ vô, nhưng mà người ta trả tiền có một chủ rồi cái xe rác người ta dặn không gom. Thấy cũng tội nghiệp cho mấy người gom rác người ta, tại người ta gom cũng cực khổ quá mà. Dù các xã đã tuyên truyền đến người dân, xử phạt một số trường hợp, đồng thời cấm các biển cấm đổ rác, nhưng vẫn chưa giải tỏa triệt để các bãi rác tự phát trên tuyến đường quốc lộ 22B và nhiều tuyến đường khác. Chúng ta vừa xem xong phóng sự được ghi nhận tại huyện Gò Dầu. Và còn bây giờ, Mạnh Tiến đang có mặt ở phim trường của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cùng với khách mời thứ hai của chương trình. Xin được giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu. Xin chào cô bác, anh chị cử tri. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay và xin được chúc ông nhiều sức khỏe. Và thưa ông thì hiện nay công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện đang được thực hiện như thế nào? Và phương thức này thì có gì thay đổi so với trước đây ạ? Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu giao thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là Hợp tác xã Vệ sinh Môi trường thu gom rác thải ở Gò Dầu. Ủy ban huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh quê phương Việt Nam ở xã Thành Đức để xử lý. Thì tại khu vực đô thị thì đơn vị thu gom bố trí xe ép rác đi gom ép trực tiếp trên các trục đường chính quốc lộ 22B. Đối với các cái hẻm nhỏ thì cho các xe tải đi lấy rác ở các hộ, sau đó là mang đến giao cho xe ép rác. Còn tại khu vực nông thôn thì các hộ dân sống trên các cái trục đường chính thì có đăng ký thu gom sẽ được xe tải của đơn vị thu gom đến định kỳ lấy rác rồi chuyển đến xe ép rác mang đi để xử lý. Về phương thức thu gom và xử lý rác thải không có gì thay đổi so với ở trước đây. Xin được cảm ơn ông. Vậy thì ông có thể đánh giá kết quả của việc thu gom và xử lý rác thải kể từ đầu năm đến nay như thế nào? Và trên địa bàn huyện Gò Dầu thì hiện có xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải và phát sinh các điểm nóng tập kết rác hay không ạ? Thưa cô bác, anh chị cử tri, công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn trong thời gian qua thì các đơn vị đã triển khai thực hiện là đảm bảo đạt cái hiệu quả. Đơn vị thu gom thì có cái phương tiện và nhân lực đáp ứng được cái yêu cầu thu gom vận chuyển rác thải phát sinh trên địa bàn huyện. Rác thải sinh hoạt thì thu gom thì được xử lý đúng quy định về bảo vệ môi trường tại nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường quê phương Việt Nam. Từ đầu năm 2023 đến nay thì khối lượng rác được thu gom xử lý tại nhà máy là khoảng là 13.766 tấn. Thời gian qua thì trên địa bàn huyện thì không có xảy ra cái tình trạng là tồn đọng rác thải và các điểm nóng về tập kết cái rác thải. Vâng, như vậy là có thể thấy các kết quả địa phương đạt được khá khả quan, công tác thu gom và xử lý rác thải đã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì vẫn còn tồn tại một số trong công tác này. Và ở huyện Gò Dầu thì người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải có đạt tiêu chí này hay không ạ? Cũng xin thông tin đến chương trình kết quả như sau. Về cái tỷ lệ của hộ dân mà tham gia dịch vụ thu gom rác là thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023 đến nay thì cụ thể là ở khu vực đô thị thì đạt là trên 99%, đạt so với cái chỉ tiêu đề ra. Về cái khu vực ở nông thôn thì có 80% thì đạt chỉ tiêu với kế hoạch đề ra. Vâng, thưa ông,
việc thu gom xử lý rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện thì còn gặp những cái khó khăn gì ạ? Thưa cô bác, anh chị, cư tri, khó khăn trong việc thu gom xử lý rác thải hiện tại ở khu vực nông thôn là do cái mật độ dân cư là tập trung là thưa thớt, vị trí của hộ dân là sống nằm sâu ở trong khu vực so với là các cái trục đường chính, nên một số cái tuyến đường khu vực người dân có cái nhu cầu mà đăng ký nhưng mà cái dịch vụ thu gom thì chưa bao phủ tới hết. Có thể thấy là những khó khăn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân và chất lượng dịch vụ có phải là một trong những nguyên nhân đó hay không? Chúng ta đã thu gom thường xuyên hay là cách ngày hoặc là vài ngày mới thu gom một lần ạ? Thưa cô bác, anh chị cư tri, câu chuyện thu gom rác có thể là nguyên nhân như thế này. Do khối lượng rác thải sinh hoạt là phát sinh trên bình quân ở đầu người, ước tính là mỗi hộ gia đình mà 4 nhân khẩu á, thì sẽ phát sinh là từ 1,2 đến 2 kg trên ngày, là 0,3 đến 0,5 kg trên ngày đêm. Do cái khối lượng phát sinh là tương đối ít nên cái việc thu gom là thường là diễn ra là mỗi lần là cách nhau là vài ngày. Chỉ có một số các trường hợp mà phát sinh khối lượng lớn thì sẽ thu gom hàng ngày để đảm bảo không ứ động là gây cái mùi hôi thối, là mất cái vệ sinh môi trường. Dạ. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là ở khu vực kênh mương, khu đất trống thì rất dễ bị người dân biến thành nơi đổ rác trộm. Vậy thì huyện Gò Dầu đã có giải pháp nào cho câu chuyện này ạ? Tại các cái khu vực mà đóng trống, ít người qua lại hay là bị vứt rác thải, thì Ủy ban Nhân dân huyện thì có chỉ đạo cho các xã, thị trấn lắp các cái bảng cấm đổ rác, tuyên truyền về cái quy định xử phạt, mức phạt, xử phạt hành chánh là trong cái hành vi là vứt rác thải không đúng quy định, là bố trí cái lực lượng để theo dõi, xử phạt hành chánh khi mà phát hiện có cái hành vi vi phạm. Thì ngoài ra đối với các điểm mà cái rác thải mà bỏ tự phát, thì các xã thị trấn là thường xuyên là sử dụng cái kinh phí sự nghiệp môi trường của hàng năm để là thu gom, xử lý, cái hạn chế về cái ô nhiễm môi trường. Dạ. Vậy thì hiện nay ở huyện Gò Dầu đã chế tài xử phạt đối với trường hợp vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định chưa ạ? Đối với cái hành vi mà vứt rác không đúng nơi quy định thì Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu cũng đã chỉ đạo các cái xã thị trấn là xử lý cái vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022. Quy định về cái xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thì trong 9 tháng đầu năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cũng đã xử phạt là 10 trường hợp về cái hành vi là vứt rác thải không đúng nơi quy định với tổng cái số tiền phạt là gần là 8 triệu đồng. Dạ. Mình xin được cảm ơn ông và thưa ông là khi phát sinh các điểm nóng về rác thì người dân có thể phản ánh đến số điện thoại nào và địa phương sẽ tiếp nhận và xử lý ra sao ạ? Về vấn đề này thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường là cái cơ quan thường trực chịu trách nhiệm cái thiết lập đường dây nóng để cái tiếp nhận thông tin phản ánh về cái ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Đường dây nóng phản ánh về cái ô nhiễm môi trường của huyện thì được sử dụng là thời gian qua là lấy cái số điện thoại thứ nhất là 0918708898, đây là số điện thoại của ông Nguyễn Trọng Nhân, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện. Số điện thoại thứ hai là 0969830139 là của ông là Mai Anh Tuấn, chuyên viên của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Về cái đường dây nóng này là chỉ sử dụng là phục vụ riêng cho cái lĩnh vực là bảo vệ môi trường và không dùng chung cho các lĩnh vực khác. Thông tin mà phản ánh sau khi mà tiếp nhận thì qua đường dây nóng sẽ được là Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính xác thực thông qua là trao đổi trực tiếp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nơi xảy ra cái vụ việc. Từ đó là nắm lại các cái kết quả để xử lý của địa phương, sau đó là tiến hành phối hợp kiểm tra thực tế nếu mà cần thiết, rồi sẽ báo cáo cái kết quả xử lý cho Ủy ban Nhân dân huyện để trả lời cho các tổ chức cá nhân phản ánh. Ngoài ra thì Ủy ban Nhân dân huyện còn chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên Môi trường thành lập cái nhóm Zalo đường dây nóng về cái rác thải, về cái hoạt động từ tháng 6 năm 2022 đến nay. Thì trong cái này thì có cái lãnh đạo của Ủy ban huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và đơn vị thu gom rác để tiếp nhận phản ánh từ các cái địa phương và cái kịp thời chỉ đạo để chấn chỉnh cái nội dung này. Thưa quý vị, như vậy là cử tri thị xã Hòa Thành và huyện Gò Dầu đã có thông tin khi cần phản ánh các điểm nóng về rác thải. Cử tri các địa phương khác có thể liên hệ với chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân tại địa phương để có thêm thông tin khi cần phản ánh. Vâng, với những người tham gia dịch vụ thu gom và xử lý rác thải thì việc phân loại rác thải hiện nay có hiệu quả và người dân địa phương thì có duy trì việc thực hiện phân loại rác hay không ạ? Thưa các bạn xem đài,
toàn bộ các khối lượng rác thải sinh hoạt sau khi thu gom được vận chuyển về đơn vị có chức năng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh quê phương Việt Nam ở ấp Bến Rộng, xã Thành Đức để xử lý. Quy trình xử lý như sau, sau khi tiếp nhận, sau đó là phun xịt vi sinh khử mùi, sau đó là phân loại và xử lý. Nhóm mà cát, đá, thủy tinh là loại bỏ, nhóm mà mùn hữu cơ, ủ làm phân. Nhóm phế liệu thì được tận dụng, nhóm còn lại thì đốt tại cả hai lò đốt với công suất là 1,5 tấn trên lò. Tro xỉ thì từ lò đốt được dùng để sản xuất gạch không nung. Trong thời gian qua thì việc thực hiện phân loại rác tại nguồn ban đầu cũng mang lại cái hiệu quả. Người dân đã có cái ý thức phân loại phế liệu ra khỏi rác thải để bán tăng thu nhập và tách cái chất thải thực hiện để tận dụng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi. Thì thông qua cái việc là phân loại rác ở địa phương thì giúp cho người dân thấy được các cái lợi ích thiết thực mang lại. Do đó là vấn đề này thì huyện sẽ tiếp tục để triển khai thực hiện. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin thực tế và thẳng thắn mà ông vừa chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, mặc dù còn nhiều bất cập như vừa phân tích, nhưng mà chúng tôi xin khẳng định là công tác thu gom và xử lý rác thải ở các địa phương, trong đó thì có huyện Gò Dầu, đã ngày càng lên nếp và có tiến triển tốt, nhất là trong bối cảnh hiện đang nỗ lực thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và thưa ông, vậy thì ở địa phương có mô hình nào hiệu quả trong việc vận động người dân tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, không có rác thải hay không ạ? Về nội dung này, tôi xin được thông tin trên địa bàn huyện Gò Dầu thì có nhiều mô hình khá là thiết thực và đã phát huy hiệu quả. Đó là cái mô hình chi hội chung tay bảo vệ môi trường của hội nông dân huyện, là bố trí các cái cống xi măng để cái thu gom bao gói, vỏ chai, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các xã và thị trấn, vận động hội viên và nhân dân là thu gom, tập kết tại các cái điểm đã được bố trí, định kỳ thì hợp đồng với các đơn vị có chức năng mang đi để xử lý. Cái mô hình thứ hai là mô hình các khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Mô hình là do Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là quản lý, định kỳ thì vận động nhân dân tại các cái khu dân cư trên địa bàn huyện là dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cống rãnh tại cái khu vực sinh sống. Tiếp đó, chúng tôi có cái mô hình là tổ phụ nữ là thu gom phế liệu của các hội liên hiệp phụ nữ của huyện. Mô hình là do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động, vận động hội viên phụ nữ tham gia phân loại rác thải tại gia đình, bán phế liệu thu gom được thì sao phân loại để giúp đỡ các hội viên khác, hội dân có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện đời sống. Cuối cùng là mô hình tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là thành lập các tổ phụ nữ tuyên truyền, vận động các thành viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phổ biến những cái kiến thức về cái tác hại của việc sử dụng túi ni lông ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Tổ chức phát động các cái thành viên là đi chợ hàng ngày là sử dụng cái vỏ sách, hạn chế cái túi ni lông. Các mô hình trên thì đều đã cho thấy là kết quả đạt được là tích cực và được người dân là ủng hộ hưởng ứng. Những mô hình này quả là rất hay và tôi hy vọng là các mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn và mong là các địa phương khác cũng sẽ có thêm các kinh nghiệm để xây dựng các mô hình như là tuyến đường không rác, khu dân cư không rác, chợ văn minh sạch đẹp, không rác thải. Và xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và cô bác, anh chị cử tri, qua buổi trao đổi ngày hôm nay, các khách mời đã cung cấp khá nhiều thông tin, giải đáp các thắc mắc kiến nghị của cử tri ở địa phương về vấn đề thu gom và xử lý rác thải. Và đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến của cử tri tại buổi kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Và trong thời gian tới thì tình hình cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực tại các địa phương. Thưa cô bác, anh chị cử tri, rác thải luôn phát sinh hàng ngày nên luôn cần được thu gom xử lý thường xuyên. Nếu có khâu nào còn bất cập thì dễ dẫn đến việc phát sinh các điểm nóng về rác thải. Do đó, người dân có quyền yêu cầu kiến nghị địa phương nâng cao trách nhiệm, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách xử lý tốt nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải. Bên cạnh đó, thì chúng tôi cũng mong rằng mỗi người dân cũng sẽ nâng cao trách nhiệm tham gia tích cực vào câu chuyện giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi. Mỗi hộ dân hãy tích cực tham gia dịch vụ thu gom rác thải, vận động tuyên truyền các hộ dân xung quanh cùng tham gia dịch vụ, không tự xử lý rác tại nhà, đặc biệt là tại các khu dân cư đông đúc. Và chúng tôi cũng mong rằng mỗi người dân sẽ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường tại địa phương, nói không với rác thải. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết.
Một lần nữa, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.